Xin chào các bạn, như vậy thì Moto Z2 Play đã chính thức bán ra tại Việt Nam với mức giá là 11 củ. Rõ ràng, một con số không hề nhỏ. Trước đó thì mình cũng đã từng gửi đến anh em bài trên tay nhanh cái chiếc máy này. Nhưng mà lúc đó thì mình chỉ có một số cái thông tin thôi do là không có được cầm máy lâu. Hôm nay chúng ta sẽ đập hộp cái phiên bản chính thức luôn, để xem là ngoài quà tặng cộng lại cũng gần chục củ thì cái điều gì làm nên mức giá 11 triệu của con này. Nói một chút về đóng quà tặng chục củ đi kèm thì chúng ta sẽ có một cái bộ quà tặng 1,5 triệu bao gồm một cái gậy selfie này, một cái khung nhôm bảo vệ này, một cái ốp lưng style cell, tất nhiên là dạng module. Và với nhiều bạn thì chắc là cái bộ quà tặng này nó chưa có gì hấp dẫn hết, chưa kể là cái giá 1,5 triệu này chưa chắc là 1,5 đâu. Thay vào đó, cái điều đáng quan tâm và đúng giá hơn đó là cái gói bảo hiểm rơi vỡ 1 năm trị giá 8 triệu. Với cái gói này thì nó giống như là cái chiếc Z2 Play của mình, nó có thêm một mạng để hồi sinh vậy. Có nghĩa là trong vòng 1 năm, các bạn sẽ được một lần sửa chữa hoặc là thay mới miễn phí thiết bị nếu mà gặp phải tai nạn bất ngờ, kể cả vỡ màn hình hay là vô nước. Nếu mà sửa chữa, tức là chúng ta sẽ được thay thế linh kiện chính hãng. Còn nếu mà chi phí sửa nó còn đắt hơn cái giá máy luôn nữa, thì các bạn sẽ được đổi máy mới. Cá nhân mình thấy cái gói bảo hiểm này là một cái điểm cộng rất là lớn. Bởi vì ở Việt Nam hiện tại thì không nhiều nhà sản xuất mà dám chịu chơi như thế này. Ngoài ra thì các bạn cũng sẽ được giảm 50% khi mà chúng ta mua module nữa. Mà đúng ra là nên giảm thật, chứ mua máy 11 củ rồi còn mua thêm module nữa. Bây giờ thì nói về máy đi, cái máy này được đóng hộp màu đỏ tươi rất là nổi bật với bộ phụ kiện đầy đủ, bao gồm củ sạc, cáp, tai nghe và tất nhiên là củ sạc nhanh QuickCharge 3. Lần trước thì mình trên tay cái phiên bản màu xám nhạt rồi, lần này chúng ta sẽ trên tay phiên bản màu vàng. Cũng như là bản màu xám thôi, cái máy này nó cũng lột xác từ kính ở thế hệ trước sang kim loại nguyên khối, chắc hơn, mỏng hơn và nó tương thích với các module mới lẫn cũ. Loa thoại ở trên thì lõm xuống nhìn yêu hơn và cái cụm camera to đùng như cái bú ở mặt lưng vẫn có đó. Có một điểm khác đáng quan tâm hơn, đó là cái cảm biến vân tay ở mặt trước thì nó biến từ hình vuông thành dài dài, bầu bầu. Và một tin mừng rất là lớn, đó là cái này nó không còn vô dụng giống như trước chỉ làm cảm biến vân tay thôi nữa, mà chúng ta có thể là sử dụng nó giống như là nút home với rất là nhiều những cái khả năng điều hướng. Nói chung là các bạn không cần dùng đến ba cái phím điều hướng bên trong màn hình cho nó choáng chỗ. Cụ thể thì giờ đây các bạn có thể chạm một cái để chúng ta quay về màn hình chính này, hay là vuốt từ trái sang để bật đa nhiệm, hoặc là vuốt từ phải sang để back trở về. Tuy nhiên, để mà có thể sử dụng được thì các bạn phải vào trong cái app Moto, sau đó thì bật cái điều hướng bằng một nút trong cái phần tác vụ Moto lên. Ngoài ra thì trong cái app Moto này chúng ta sẽ thấy luôn một số cái tính năng thông minh thú vị, giống như là lắc để bật đèn pin này, hay là các bạn xoay cổ tay 2 lần để chụp ảnh này, chế độ hiển thị ban đêm này, hay là điều khiển bằng giọng nói và nghe phản hồi. Tất nhiên là cái này nó chưa có tiếng Việt rồi. Đó, nói chung là những cái tính năng này nó sẽ hỗ trợ chúng ta thuận tiện hơn rất là nhiều. Màn hình của chiếc máy này thì nó vẫn giữ nguyên như thế hệ trước là 5,5 inch Full HD. Nó cho hiển thị tươi ở cái mức vừa đủ chứ không làm quá giống như là nhiều cái màn AMOLED khác. Thì tính ra đây vẫn là một cái điểm cộng của Z2 Play. Cái điểm đáng tiếc đó là cái máy này chỉ trang bị con chip Snapdragon 626 thôi. Đây là một cái bản nâng cấp nhẹ của 625. Và nghĩ xem, Oppo F3 Plus dùng 653 căn bản là một cái con chip không hề yếu, giá còn thấp hơn con này một tẹo mà còn bị ăn gạch. Thì cái việc mà Lenovo đầu tư 626 cho một cái chiếc máy 11 triệu thật sự là hơi keo kiệt. Kể cả khi mà cái chiếc máy này nó có thêm cái vụ module độc đáo thì hẳn là cái điểm này cũng sẽ làm cho không ít người chùn chân. Về camera thì sau bao nhiêu ngày ém hàng, cuối cùng chúng ta đã có những cái thông tin rõ ràng hơn. Cụ thể thì máy trang bị camera sau 12MP, khẩu độ f1.7 với khả năng lấy nét tự động theo điểm ảnh và lấy nét tự động bằng laser. Trong khi đó thì camera trước nó chỉ dừng lại ở 5 chấm thôi và có đèn flash cân chỉnh màu sắc đi kèm. Nói về camera chính trước thì cả chụp lấy nét và lưu ảnh của nó đều tương đối nhanh. Ảnh chụp HDR thì xử lý hơi giả cho nên là các bạn nhìn vào trong bức hình thì thấy giống như là có một cái quần sáng bao quanh chủ thể vậy. Còn trong điều kiện thiếu sáng thì ảnh không có gì đặc biệt cho hết nhưng mà vẫn có thể dùng được, tạm chấp nhận nhờ vào cái f1.7. Ảnh chụp toàn cảnh thì dễ chụp hơn những cái máy khác theo cảm nhận của mình, nhưng mà nó chưa ngon và chi tiết kém. Và trong điều kiện đủ sáng thì ảnh lên chi tiết tốt, màu lên cũng chính xác luôn. Chỉ có là giải tương phản động chưa được tốt.
đó là camera sau, còn camera trước thì ảnh chụp khá ấn tượng so với thông số cũng như là cái mức giá, khi mà chi tiết tốt và màu sắc cũng trung thực. Tuy nhiên thì bởi vì nó có phần chân thật cho nên là có vẻ nó sẽ hơi làm hụt hẫng những cái tín đồ mà chúng ta gọi là chuyên selfie thực thụ bằng những cái bức hình selfie thôi, nói chung là sống ảo á. Về pin thì pin của máy nó mỏng theo độ dày cho nên là chúng ta chỉ còn 3000 mAh thôi. Nhưng mà với công nghệ sạc nhanh đi kèm cũng như là cái cấu hình, cái hiệu năng không quá cao thì cái viên pin này vẫn đủ cho nhu cầu sử dụng. Tóm lại thì Z Highlight không phải là một chiếc máy tệ, nhưng mà mức giá của nó thì có vẻ vẫn chưa phù hợp, kể cả việc nó có gắn được module đi chăng nữa. Còn anh em thì anh em nghĩ như thế nào? Hay là chúng ta có thể xem cái gói bảo hiểm như là một cái bù đắp lớn cho những cái điểm chưa đủ trên chiếc máy này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.